Xin chào các bạn. Ở các video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm các cái phần code thực hiện về bảng xếp hạng rồi là thi vân vân. Ở phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mục tiếp theo, đó chính là cái mục liên quan đến thống kê báo cáo. Và cái mục này thường dùng cho phía quản lý và quản trị. Chẳng hạn như chúng ta sẽ cần các báo cáo điểm thi theo môn này, rồi là báo cáo danh sách các thí sinh theo thời gian này. Và các cái phần mềm bán hàng thì thường có các báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, rồi thì doanh thu lợi nhuận vân vân rất là nhiều. Thì để làm những cái phần này chúng ta sẽ sử dụng tới một cái phần gọi là report. Đây. Report thì chúng ta có thể dùng các cái kiểu làm như kiểu là có RDNC này, hoặc là report này, hoặc là chúng ta sẽ có extra report này, vân vân, có rất là nhiều cái để làm được cái báo cáo đấy. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn một cái phần rất là phổ biến, đó là dùng cái credit report, và chính xác hơn đó chính là cái SAP, công ty của SAP. Thì phần này thì các bạn có thể tải ở trên website của họ, nên mình tải trước rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tải theo từ khóa này, download đây, các bạn thể gõ từ khóa này, download này, SAP này, credit report này, for Visual 2017 chẳng hạn. Đây, mình sẽ bỏ cái này để các bạn để đợi như này nó sẽ ra. Và các bạn sẽ tìm tới cái có cái chữ SAP đầu tiên này, SAP Credit Report này, for Visual Studio này, các bạn mở ra. Và sau đó các bạn sẽ download cái bản tương ứng với cái hệ điều hành các bạn sử dụng, có thể là 64 bit hoặc là 32 bit. Đấy, ví dụ đây các bạn nhìn đây. Đấy, nó giới thiệu rồi. Cái start này, và các bạn sẽ nhìn thấy cái phần download. Đấy. Thì các bạn chọn luôn cái đầu tiên là get này, report for Visual Studio này, click vào đây. Đấy, ở trong này sẽ có rất là nhiều bảng. Đấy. Thì các bạn sẽ điền các cái thông tin vào đây, và sau đó các bạn sẽ download cái bản tự động về. Đấy, hoặc nếu ít hơn thì mình sẽ up lại cái file kia cho các bạn tải luôn. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ vào cái phần rồi tải về đây, mình tải về là cái này. Mình sẽ cài đặt nó ra để sử dụng. Rồi các bạn kích nút vào cài thôi. Đấy. Đấy. Ra cái này. Đây, bản là bản hiện mới nhất ở trên web. Đây, mình sẽ tải này nó ra. Đây là định dạng file zip này. Đây, trang ra. Đây mình sẽ cài nó nha. Rồi, mình vừa thử một chút thì cái này đang có cái phần bị lỗi. Đây, mình sẽ tải bản khác các bạn nhé. Đây. Mình sẽ nhập tên ở đây. Để chắc chắn là các bạn có thể chọn lùi lại 1-2 bảng. Có vẻ bảng người ta mới up có vấn đề gì. Đây. Các bạn nhập thông tin vào đây. Để mình tải bản khác, bản kia hơi lỗi. Nhìn vào cái kit này. Đây, chúng ta sẽ tải lại cái này. Robot 1324 này. Cái này 327 mê đây. Còn cái này chỉ là cái đan thang. Và cái này sẽ nó sẽ không tích hợp vào trong cái Visual, và nó chỉ giúp trong cái trường hợp mà chúng ta cần phát hành sản phẩm, tức là các bạn đã làm xong phần mềm và các bạn cần chạy cho mấy khách hàng thì các bạn sẽ tải những cái bản đan thang này. Còn bây giờ các bạn code chúng ta sẽ nhớ tải cái bản này. Nó là intro package và dung lượng của nó là 327 mê.
và thời gian còn lại tận mười mấy phút thôi. Thì trong thời gian chờ đợi này chúng ta có thể viết sẵn các cái thủ tục để nát nữa chúng ta làm trong cái báo cáo. Đây, mình sẽ mở SQL lên để hướng dẫn các bạn luôn nha. Đây. Đây, mình sau khi mở SQL này chúng ta sẽ vào xem cái phần VM để xem này. Để chỉnh lại nha. Thế như cái máy tính mà các bạn đổi tên nó hay bị cái trường hợp như mình mở thì các bạn vào kích chuột phải vào cái database chọn file này, các bạn chỉnh cái phần UL này lại vào đâu này. Đây, bạn chọn nó hết đây này. Ok này. Đấy, nó sẽ mở lại bình thường, nó do máy tính mình đổi cái tên khác. Cái phần báo cáo thống kê để chúng ta làm con này thì cái phần kỹ năng về SQL rất quan trọng. Chúng ta sẽ cần phải viết các cái store để chúng ta lấy dữ liệu, sau đó chuyển các tham số cần thiết vào, và cái phần SQL cần phải trả về kết quả chính xác đầy đủ. Còn là phần giao diện, chúng ta chỉ cần việc gọi cái thủ tục lấy kết quả về thị lên thôi, dù là ở dạng web hay là phần mềm Win hay là trên mobile cũng thế, chúng ta đều tương tự vào đấy. Cụ thể với cái phần về báo cáo điểm thi theo môn này, thì với cái phần cơ sở liệu thiết kế chúng ta có sẵn, thì các bảng này các bạn để ý này, chúng ta chỉ có duy nhất cái bảng test theory là new cái liên quan đến cái điểm thi này. Đấy. Và chúng ta sẽ thực hiện các cái thủ tục truy vấn ở trên cái table này. Đấy. Và mình sẽ viết cái thủ tục đầu tiên là sử là lấy điểm theo môn thi chẳng hạn, đó, dành cho cái báo cáo đầu tiên này, báo cáo điểm theo môn. Thì mình sẽ chọn, các bạn kích chuột phải vào trong test history này, và chúng ta sẽ chọn select to new query này. Đây, chúng ta sẽ viết cái thủ tục này. Và đó, chúng ta sẽ theo tên bảng là test history, chúng ta sẽ đây là default nè, by subject chẳng hạn. Đấy, đầu tiên mình sẽ viết thủ tục rất đơn giản, đó là chưa hề có cái tham số gì, begin end. Đấy, này chúng ta xóa đi, không cần cái in làm gì cả, ở nét 5 này. Đấy, sau khi chúng ta tạo thủ thành công này, các bạn kích đúp vào ở nét 5 này, chúng ta chạy thử xem kết quả. Đấy, chúng ta đã có 399 bảng ghi rồi. Đấy, và như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái thủ tục đầu tiên báo cáo theo cái môn thi, nhưng cái này là chưa có tham số. Cái chúng ta cần đó là người ta phải theo từng môn thi là gì. Đấy, theo cái subject ID này, và do vậy chúng ta sẽ cần phải thêm một tham số vào cho nó ở đây, a cộng subject ID, chúng ta điền kiểu 350. Đấy, và chỗ này chúng ta chỉ cần quay thêm một cái là subject ID đây. Đấy, a cộng subject ID. Nếu giờ các bạn nhấn tiếp thì nó sẽ báo lỗi rồi, và chúng ta sẽ chuyển click thành enter thôi. F5, bây giờ chạy không được đâu, bởi vì có tham số. Chúng ta sẽ thêm một cái test như này, các đấy ghi chú bên cạnh để các bạn thể về sau chúng ta test lại xem là ok chưa, chú IT chẳng hạn này. Và F5 chúng ta lưu cả cái thông tin đấy vào. Bây giờ để chạy test, các bạn sẽ bôi đen tiếp tục cộng với tham số và chúng ta chạy. Đấy, chúng ta sẽ thấy là 398 và ghi rồi. Đấy là chính thức chúng ta đã xong được cái thủ tục, và chúng ta sẽ quay về phía C# để chúng ta sẽ gọi cái thủ tục này hiển thị lên giao diện cho người ta xem.
Và các bạn sẽ tạo một cái giao diện khác. Đây mình sẽ tạo trước. Chúng ta sẽ đợi phần đi post xong được, mình sẽ tạo phần trước nha. Tìm phòng. Đây sẽ là form FTM report này. Tại subject đây. Enter. Và đây chúng ta sẽ cho cái start position bằng center screen này. Hoặc nếu như các bạn muốn cho to ngay từ đầu khi hiển thị, các bạn chọn cái window state bằng maximum size. Và kích thước tối thiểu các bạn sẽ copy cái này cho vào minimum size ở đây. Đấy, cái icon để chúng ta đổi đi. Cái này icon chưa bao nhiêu, dù mình chọn tạm cái nha. Ở đây mình sẽ chọn một cái coi đi to tạo cái này, và chúng ta đổi cái text ở trên form đi. Đây là báo cáo điểm thi tháng 1 chẳng hạn. Điểm thi theo môn. Đó. Và chúng ta quay về cái form chính. Đó. Chúng ta có cái form main này. Kích đu vào. Phần thống kê báo cáo các bạn sẽ thêm cái đây này. Báo cáo điểm thi theo môn chẳng hạn. Đây là ví dụ thôi, để có rất là nhiều các loại báo cáo khác nhau. Báo cáo danh sách thí sinh. Báo cáo thí sinh thi theo thời gian chẳng hạn. Theo thời gian. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ đổi tên cái menu này đi. Các bạn hãy kéo rộng ra nhìn cho dễ được. Rồi đây là menu import by subject chẳng hạn. Đấy. Tự menu report by student chẳng hạn. Chúng ta kích đúp và gọi cái form thôi. Đây, thu nhập cửa sổ này ra. Mình sẽ gọi cái form report. Các bạn dùng luôn cái gợi ý cũng được. Mình sâu lại nó rồi. Đó. Chúng ta chạy thử nhé. Rồi chúng ta sẽ cần phải vào cái tài khoản sẽ dạng quản trị. Đó. Mình sẽ mở lại tài khoản này ra. Đây. Chúng ta sẽ có tài khoản này, admin này, nó là test này, vẫn quản lý chẳng hạn, hay là ghi tổng giám đốc đi. Đấy. Mật khẩu tài khoản giống nhau hết. Cái này mình chưa mã hóa để chúng ta tiện xem. Khi xong hết thì các bạn sẽ chuyển hết các mật khẩu này sẽ dạng mã hóa MD5 hoặc là SHA1 gì đấy để chúng ta sẽ không cho phép người nào mở DP mà sẽ hết được cái mật khẩu thế này nữa. Giờ trong quá trình phát triển các bạn thể tạm thời này cũng được. Những bước cuối cùng các bạn nhớ phải mã hóa mật khẩu. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở các cái video sau. Để tạo ra cái đề tạm này ra. Rồi. Thử nha. Mình sẽ chạy phòng lên nha. Không dùng cái tài khoản sử dụng thì sẽ vào cái phần admin này, enter này. Ok, đã có hai menu mình vào thêm đây, và có những tham mô này. Đấy, chúng ta đã mở một cái form như này, và hiển nhiên trong form chưa có gì cả,
Rồi chúng ta đang đợi phần báo cáo. Đấy. Còn đến phần báo cáo xong rồi các bạn. Ồ, bị lỗi mạng thì mình tiếp tục tải lại nhé. Rồi, mình sẽ đợi một lát nữa xong thì mình sẽ mở tiếp phần này. Thì mình sẽ tạm thời video một chút. Và mình sẽ quay sang phần khác để cho tiện các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo.